Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em Nguyễn Quang Trung, anh em Nguyễn Xuân Khánh, anh em Đinh Việt Phú và anh em Chi Bảo đã donate ủng hộ cho kênh. Đặc biệt là anh em Đinh Việt Phú với 3 lần donate trong ngày hôm qua. Cảm ơn anh em Đinh Việt Phú rất nhiều. Và tôi cũng xin được cảm ơn anh em Chi Bảo. Anh em Chi Bảo hôm trước tôi có một cái buổi livestream và anh em Chi Bảo có donate cho tôi trong cái buổi livestream đó. Tuy nhiên đến hôm nay tôi mới cảm ơn anh em được. Có thể anh em tên là Chi Bảo hoặc là Chí Bảo hoặc không phải là tên là như thế. Tôi chỉ có một cái nhận được một cái tin nhắn của anh em không có tên. Cái tin nhắn của anh em là gửi tặng tôi cốc cà phê. Và cái cốc cà phê đó những 200k. Đấy, không biết là anh em nào. Nếu mà là anh em Chi Bảo thì anh em có thể comment ở phía dưới cái clip này anh em nhá. Cảm ơn anh em Chi Bảo rất nhiều. Có thể là do là hôm đấy tôi cắt quá hay. Cắt quá hay chạm đến cảm xúc của anh em Chi Bảo. Thế là anh em Chi Bảo mừng quá. Thế là tặng tôi thôi, tặng tôi cốc cà phê 200k. Nhưng mà nói thật với anh em là tôi cũng chưa giờ uống cái cốc cà phê nào 200k cả. Tôi nghĩ là nó sẽ là một tháng uống cà phê gói nha anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Huy, anh em Minh, anh em Nguyễn Tuấn Anh, anh em Phạm Dương, anh em Trương Đức, anh em Nguyễn Minh Đức, anh em Long Nguyễn và anh em Huy Hoàng đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Và cũng xin được khoe tí là kênh là hiện tại là cũng là trên 300 anh em đăng ký hội viên rồi. Tất cả là nhờ cái cú hích của anh em Nguyễn Quang Trung. Thì tôi cũng đặc biệt là cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung đã có cái cú hích mà giúp tạo động lực để cho các anh em đăng ký hội viên ở trên kênh nhiều hơn. Cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung rất nhiều. Và cũng cảm ơn toàn thể các anh em đã đăng ký hội viên trong cái tháng này. Rất là đông các anh em. Đây là một cái sự may mắn, một cái niềm vui cho tôi trong cái dịp đầu năm 2023. Đấy. Thực ra thì đợt này cũng có giải thì cũng livestream trở lại thôi, chứ cũng không phải là ngồi livestream như ngày trước. Đấy, nhưng mà cũng được cái sự yêu mến của rất nhiều các anh em. Kể cả là những cái clip mà tôi mới ra dạo gần đây, sau khoảng 1-2 tuần toàn lên 7-8.000 view thôi anh em ạ. Đấy. YouTube thì nó cũng có gọi là cái đề xuất nhiều đấy, giúp đỡ cũng từ phía YouTube nữa, bởi vì là cũng một phần là do đề xuất. Thì cũng chắc là cũng là nhận thấy là kênh của tôi có vẻ là nó có cái gì đấy nó tương tác nhiều đấy từ phía các anh em. Nên là nó cũng đề xuất nhiều. Đấy, đề xuất nhiều thì tự nhiên là kênh nó lại nổi. Bây giờ tự tin là kênh Game Today là top đầu trong cái thể loại auto chat tại Việt Nam rồi. Đấy, một năm cố gắng của tôi cuối cùng thì nó cũng đã được đền đáp anh em ạ. Nói chung là cũng rất là vui. Kênh này là nói thật với anh em là ngày trước thì nó gọi là nguồn thu nhập thêm, nhưng còn bây giờ cái tầm này tôi thấy là nó gần bằng thu nhập chính của tôi rồi đấy anh em ạ. Thế nên là anh em cứ yên tâm nha anh em nhá, clip phải ra hàng ngày chứ để kiếm tiền nhá. Chứ làm sao mà lại đang kiếm tiền ngon như thế mà lại bỏ rồi anh em. Anh em nhỉ, bây giờ nghỉ tự nhiên nghỉ một ngày lại mất đống tiền. Thế đấy, thế nên là anh em cứ yên tâm nhá. Không có chuyện là nghỉ đâu, chỉ có trừ khi là không thể nào mà có thể là không nghỉ được thì tôi sẽ nghỉ, còn bình thường thì vẫn ra clip hàng ngày phục vụ anh em thôi. Đấy, và trong cái clip ngày hôm nay thì nó là một cái clip cũng khá là đặc biệt đấy. Nó chính là clip là không phải chúc mừng sinh nhật nhá, hôm nay nó là một cái clip tri ân. Đấy, một cái clip kỷ niệm 1,5 năm ngày anh em Quang Trần đăng ký hội viên ở trên kênh. Kênh này nó thế anh em ạ, kênh này nó có cái truyền thống như thế. 1 năm này, sau đó 1,5 năm, 2 năm là sẽ có kỷ niệm. Đấy, thì anh em Quang Trần là cũng là được 1,5 năm rồi. Thì hôm nay tôi sẽ kỷ niệm anh em Quang Trần 1,5 năm. Đấy. Và tôi cũng xin được nhắn gửi đến các anh em mà cũng đã có cái khoảng thời gian 1,5 năm tôi chưa có cảm ơn hay là ra clip kỷ niệm được. Thì sắp tới tôi cũng sẽ ra những cái clip cảm ơn các anh em, như là các anh em Hải Bếu, anh em Nguyễn Hưng hay là anh em Văn La. Đấy, là sắp tới tôi sẽ có những cái clip cảm ơn các anh em. Thì anh em cứ chuẩn bị đi nhá. Còn nếu mà anh em có cái đề xuất gì cho tôi làm cái bộ gì thì anh em có thể là comment. Đấy, còn anh em Hải Bếu thì tôi lỡ anh em lâu lắm rồi, tôi cũng sẽ trả sớm thôi. Nếu anh em có cái sự thay đổi thì anh em cứ bảo tôi. Còn hiện tại tôi cũng sẽ sắp tới chuẩn bị làm mấy clip về bộ Feather để dành tặng anh em nhá. Còn trong cái ngày hôm nay, nhân cái ngày kỷ niệm 1,5 năm ngày anh em Quang Trần đăng ký hội viên ở trên kênh, thì tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh em Quang Trần đã vẫn tiếp tục ủng hộ tôi từ cái khoảng thời gian 1 năm, sau đó 1,5 năm. Anh em vẫn nhiệt tình support cho kênh, ủng hộ cho kênh. Cảm ơn anh em Quang Trần rất nhiều. Và hy vọng là anh em Quang Trần vẫn giữ nguyên cái tình cảm đó. Đấy, trở về sau nhá anh em nhá. Và trong cái ngày kỷ niệm này thì anh em Quang Trần có mong muốn là tôi sẽ chơi con Velomancer làm co, và có thể là trong cái bộ 6 Glacier hoặc bộ Witcher.
Đấy, Demon, đấy, tùy. Ok nha anh em nhá. Tôi chuẩn bị Taboo Witcher với cả ảo ảnh ở phía dưới này rồi. Đấy, chuẩn bị đánh Witcher đó. Hay sao này. Nhưng mà nó lại ra mết. Bây giờ xây dựng cái bộ, lại xây dựng cái bộ Witcher từ cái bộ bắn trưởng à. Đấy, lại xây dựng cái bộ oánh tay từ một cái bộ bắn trưởng thì sao nhỉ. Wow, thật sự là như thế luôn. Tôi lấy hết đồ cho Velomancer rồi anh em ạ. À, anh em thấy là tôi lấy giáp và lấy chén thánh rồi. Đấy. Chủ đích của cái trận đấu này là tôi sẽ dồn đồ cho Velomancer thôi, cuối game thôi. Tôi cũng lấy luôn nha anh em, tôi chốt luôn. Velomancer thì nó giáp nó hơi mỏng. Đấy, nó không giáp. Nên chúng ta lấy giáp cho nó, lấy giáp xoay hoặc là giáp xương. Đấy, kèm theo đấy là có thể lấy cái chén thánh thì cũng ok, giúp nó trâu hơn, giảm sát thương giảm sát thương vật lý lẫn phép thuật. rồi thua mất. Ăn nổi không? Khó à? Khá khó đấy nha. Không được rồi. Tại sao hai quả tên lửa nó không phải là bắn sang bên kia nhỉ? Hơi đen anh em ạ. Đối thủ cũng đã lấy được 3 đồ. Khó ạ. Khá to dành cho đối thủ. Một round nữa up cấp. Hay là bán đi xong up luôn nhỉ? Bán up luôn thì có thêm cái con hồi máu và có thêm cả Exit nữa. Cũng khá là mạnh. Nhưng mà thực ra thì nó cũng sức mạnh nó không tăng nhiều anh em ạ, mà hơi tốn tiền thôi. Kệ. Round này thôi để kệ thôi anh em ạ. Round sau up đúng level đó. Round này tôi còn chưa gặp thằng 2 thằng Eco cơ mà. Chưa gặp 2 thằng Eco, yên tâm. Gặp mấy thằng yếu thôi, không mạnh lắm đâu. Tự nhiên ra con già làm cho tôi phải hơi đắn đo trong cái đội hình ấy. Ra mấy cái con công nghệ max rồi tôi roll thì nó đã ngon, nhưng mà bây giờ nó lại ra ba con mết, lại có cả già, có cả Thunder. Già một sao thôi nhưng mà nó là 4 đô anh em ạ. Nó lại thế này cơ anh em ơi. Như lại phải đá sang mết một tí à. Khó chơi nhở. Thôi như này thì có thêm human này thì cũng ngon này. Đấy, kiếm được cái quyển sách mũ rao. Đấy, nó có một cái gì đấy mà nó nếu mà chiến thắng là chúng ta sẽ có 3 tiền đấy, thì nó sẽ hơn hẳn là cái việc là vừa nãy chúng ta up cấp xong chúng ta nhét thêm một con Exit vào. Thực ra không mạnh lắm mà cho nhiều 4 tiền quá anh em. Cho cái 2 con 4 tiền rồi. 4 đô mà ra sớm là nếu mà lên được 2 sao là ngon lắm đấy nhá anh em nhá. Con nào cũng chơi được luôn. Ra hay là kể cả cái con zipper luôn. Co hết được. Nếu cứ dồn đồ cho con 4 đô 2 sao thôi thì là mạnh hết anh em ạ. Không nhất thiết là nó phải là cái con gì đấy ở trong cái bộ mà anh em muốn chơi đâu. Thực ra tôi tận dụng hết. Con nào chơi được là tôi lấy hết anh em nhá. Con nào mà nó chơi được là tôi lấy hết. Cứ mạnh là lấy đó. Hai thằng có chuỗi luôn. Được quá nhỉ bạn ơi. Từ từ nhá, bây giờ lại giống như kiểu là đang bốn đá rồi đây này. Thế là sao? Thế là sao nhở? Bây giờ lại bốn đá anh em ạ. Lại chuyển sang chuyên mết kẹp với cả đá. Đùa. Thật là như thế luôn. Bài ảo quá anh em ơi. Bây giờ ra Velom lại quay xe nha anh em nhá. Ra Velom quay xe. Thực ra là cũng ra được mấy cái con Glacier mà tôi không mua đâu anh em ơi. Bài đang form kiểu này nó mạnh rồi ấy. Bây giờ mà tự nhiên lại bán đi lại chuyển sang Glacier thì nó phí những cái con mà nó đang được cho anh em ạ. Nên là thôi tôi cứ từ từ tôi xoay dần anh em nhá. Nó cũng sẽ có nhiều con đường để đi đến cái kết quả cuối cùng. Chứ nó cũng không nhất thiết là nó phải là có một con đường đâu anh em. Ví dụ trên Glacier thì cứ ra được Lancer đi, 2 sao rồi tôi chuyển vẫn được. Yên tâm anh em ạ, bây giờ cái đầu game này nó không quan trọng đâu. Nhiều anh em cứ bảo là chuyển bài là chuyển bài cuối game. Anh em, có ông. Ủa, ông này ông quit luôn đấy à? Rank Queen nhưng mà lại chắc là Queen này là Queen bảo hiểm đây rồi. Gặp ngay ông Queen là đóng bảo hiểm vào là một phát là quit luôn. Không có coi như là chần chừ gì cả. Bài xấu rồi quit luôn. Ảo rồi đấy. Bài tôi cũng xấu này, bài tôi cũng đâu có đẹp đâu. Anh em thấy không, bài xấu mà vẫn phải chơi.
Bởi vì đấy thôi thôi vào rồi chơi thôi. Bất công bây giờ chả nhé lại ra nói lại từ đầu. Bất công lắm anh em ạ. Ra nói lại từ đầu bất công lắm. Có một cái màn giới thiệu nó cũng khá là dài dòng nên là nhiều khi là cũng không muốn là làm lại. Mặc dù là bài ra đó không giống như là anh em Quang Trần yêu cầu lắm. Đấy. Tôi thì tôi cũng ghép đồ theo cái bài của anh em Quang Trần yêu cầu, nhưng mà bài nó ra toàn mết anh em ạ. Thế là một cái, thế nên là đồ kiểu đồ nó không hợp ấy. Đồ lấy gì mà lấy chén thánh với cả lấy giáp. Đấy anh em thấy không? Bản thân cái đồ ấy nó không hợp nên là mặc dù là cầm cái bộ này nhưng mà không có ma lăng, không có Blink thì nó cũng vẫn toang. Ui ra hai này, bài này chơi mết rồi anh em ạ. Nhưng mà tôi lại cứ phải là thế cơ. Đấy. Thôi được rồi, không sao. Bây giờ mà già lên 2 thì tôi lại chơi mết thôi. Chơi mết xong rồi lết game tôi mới chuyển về cái bộ anh em Quang Trần yêu cầu. Thực ra thì nhiều anh em có nói là cái việc là chuyển bài lết game ấy để counter cao tiếc ấy, các thứ thì thực ra con game này ấy, nó chuyển bài ấy, nó chuyển ngay từ đầu anh em ạ. Chuyển ngay từ đầu game giữa game toàn là những cái pha chuyển bài mà. Đấy, có đâu bao giờ là được chơi những cái bài mà mình mong muốn đâu. Đầu game chưa chắc đã được chơi những cái bài mà mình mong muốn để mình xây dựng. Đấy. Tôi hay làm content là tôi hay phải xây dựng theo cái yêu cầu của anh em mà. Nên là nhiều khi là bài thôi thì bài nó ra gì thì chơi đấy thôi, chứ còn sau này là chuyển sau. Đấy, sẽ có rất nhiều những cái pha chuyển từ đầu. Từ đầu game xây dựng một bộ xong rồi giữa game lại chuyển sang một cái bộ khác. Xong cuối game lại thành cái bộ khác, đó là quá là điều bình thường anh em nhá. Chứ nó có nhiều, rất nhiều những cái cách để mà có thể vận hành, để có thể ra được cái kết quả cuối cùng. Nhiều con đường anh em ạ, nhiều đường đi. Làm thế nào để chúng ta có thể ra được một cái clip top 1 thôi. Điều quan trọng nhất đấy. Đấy là đánh làm nào để máu nó nhiều ấy. Đánh giữa game máu nó nhiều xong rồi cuối game chuyển bài. Làm nào để có thể là đủ tiền đủ máu chuyển bài, sống sót cuối cùng. Đấy, tức là top 1 đấy. Ý tôi nói là như thế. Thì nó mới có clip phục vụ anh em. Mà để được như thế thì chắc chắn rồi. Không thể nào mà bây giờ lại ra làm một cái content theo yêu cầu của anh em Quang Trần là chơi Velom này, Glacier này. Là cứ thế mà mua những cái con Glacier xong lém vào. Đấy, cứ thế mua những cái con đợi Velom ra thế thì chết anh em ơi. Chắc chắn là như thế, chỉ có đánh chỗ thua thôi. Mà đánh chỗ thua thì máu còn đâu nữa mà chuyển. Và chắc chắn nó sẽ không hay. Khi mà ví dụ như là Eco chẳng hạn, sau đó thì xả tiền roll bài ra đủ bài có Velom 2 sao xong rồi đánh, như thế thì nó chán lắm anh em. Đấy là tôi phục vụ theo cái kiểu là phục vụ anh em theo cái kiểu là từ từ chuyển thôi. Chuyển dần nhưng mà nó hay anh em ạ. Tôi đảm bảo với anh em luôn. Nó sẽ rất là hay. Nếu mà tôi không tiết lộ cho anh em nhá, ngay từ đầu thì chắc anh em cũng sẽ không biết được là tôi chơi cái gì đâu. Đấy, nhưng mà cái bài này tôi tiết lộ cho anh em rồi, là tôi chơi cái con là con Velom. Đấy, thì anh em mới biết được thôi, chứ còn nhìn thế này thì ai cũng bảo tôi là chơi mết. Đúng không? Không ai là bảo tôi là chơi con Velom cả. Đấy, thế nó mới ảo ma Calada anh em. Nhiều khi là có những cái content mà tôi cần phải có những cái cú flot tweet ấy ở cuối game thì anh em sẽ thấy là có sự bất ngờ trong những cái trận đấu như thế. Còn những cái trận đấu mà như là cái trận đấu ngày hôm nay thì tôi lộ hơi sớm, tôi cũng thấy là tôi hơi sai một tí khi mà tôi đã tiết lộ sớm quá để cho anh em biết. Rồi bây giờ là lên round này là round 15 à? Round 15 thì cứ từ từ đã. Round sau tôi sẽ up một phát 2 cấp luôn nha anh em nhé. Tôi sẽ up lên 8 luôn đấy. Round sau là tôi sẽ lên cả 8, sau tôi sẽ kẹp vào là 4 đá. 4 đá kẹp với cả thêm một con Heaven Bomber 2 sao nữa là chơi được anh em nhé. Từ từ đã. Bây giờ bán tròn tiền ấy thì tôi sẽ phải bán 2 con. Mà từ từ. Velomancer vẫn chưa ra anh em ạ. Đấy, thế mà bây giờ mà tôi chơi Glacier thì chết tôi. Glacier xong rồi Velomancer thì có phải chết không? Nên là cứ từ từ đã, sau rồi chuyển sau anh em. Mà tôi cũng chỉ nói luôn là tôi cũng chỉ chuyển sang cái bộ Glacier khi mà tôi có cái con Lancer 2 sao thôi anh em nhá. Còn không thì tôi cũng không chuyển cái bộ đấy đâu, là có nhiều bộ mà. Con Velomancer nó chơi được nhiều line up mà. Chứ có nhất thiết là nó phải là Glacier đâu. Anh em Quang Trần cũng bảo tôi là có thể là chơi Demon hoặc là chơi Witcher các thứ mà. Nên là cứ từ từ. Cứ miễn làm sao là phải ra được con Velom đã. Và phải sống sót để con Velom nó lên được 2 đã. Đấy, sống sót để có đồ đã. Từ đó anh em nhá, bây giờ tôi sẽ chốt những cái món đồ mà cần thiết nhất cho cái con Velom. Chưa ghép nha anh em nhá. Cái dao là để ghép cái món khác chứ không phải để ghép cái chống hồi máu đâu. Rồi.
Bây giờ tôi sẽ up, có thể là tôi up lên 7 hay lên 8 luôn nhỉ. Nếu mà lên 8 luôn ấy thì đủ tiền không? Vẫn đủ tiền. Nếu mà bây giờ lên 8 luôn thì tôi vẫn sẽ có đủ tiền để lên 8. Ok. Vẫn thiếu. Phải bán một con à? Ok. Thế thì như này vậy. Cũng được, không sao hết, cũng được, thêm một khống chế. Thêm một khống chế cũng ngon anh em ạ. Ok anh em nhá. Rồi. Biết thế bán sư luôn cái con Heaven Bomber round trước. Rồi tôi lại mua lại Witcher thôi. Như là đã nói với anh em là có thể là sẽ là Witcher thì tôi mua lại Witcher thôi. Hiện tại là cái con ảo ảnh của tôi nó cũng sắp lên được 3 sao ở nơi rồi. Từ từ đã anh em nhá. Bây giờ thì tôi cũng hết tiền rồi nên có thể là tôi sẽ tích tiền một chút. Bài này thì có 3 mét rồi. Chúng ta sẽ có 3 mét. Thậm chí là có thể 6 mét nếu mà tôi bỏ cái con ảo ảnh ra, tôi thay vào một con mét khác thì chúng ta có 6 mét đấy, nhưng mà 6 mét chưa chắc đã mạnh bằng đâu anh em ạ. Ảo ảnh vừa có khống chế nó lại 2 sao nữa. Đó là con 2 sao. Đầu game thì chúng ta không đánh bằng Celeji, chúng ta đánh bằng chất tướng thôi. Chất tướng 2 sao thôi, cứ 2 sao mà phang thôi anh em ạ. Thậm chí là nó chả cần ghép thành cái bộ Celeji nào, nhưng mà cứ 2 sao là mạnh. Bởi vì đam to, skill của nó mạnh. Đấy anh em thấy không? Tôi có chuỗi này. Cái quan trọng là phải biết tận dụng anh em ạ. Tận dụng những con được cho ấy. Thậm chí là bây giờ tôi phải khẳng định với anh em là những cái con mà tôi đang chơi ấy, nó chả liên quan gì đến cái con mà tôi đang định xây dựng cả, cái đội hình tôi đang định xây dựng cả. Đấy mà tôi vẫn phải chơi. Tôi vẫn phải chơi bởi vì nó được cho mà. Nó được cho mà. Thì tôi cho tận dụng thôi. Đấy mà như này là tôi đảm bảo với anh em là mạnh rồi đấy. Thế này là đủ mạnh rồi. Đủ mạnh rồi anh em ạ. Gặp thằng con chuối ăn được không? À, chơi bít nhá. 6 bít chưa? Chưa, mới có 4 bít thôi anh em ơi. 3 assassin 2 sao. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi, đánh nổi không? Đánh nổi không? Nó hơi to đấy, nó hơi to đấy. Nó hơi to đấy. Một quẹt lửa ra. Hay quá. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xin chuối nha. Đấy anh em thấy không? Đánh nó biết cách tận dụng của nó như thế đấy anh em ạ. Vừa đánh nhá, máu giữ được nhiều nhá, lại có chuỗi nhá, lại cắt được chuỗi của đối thủ luôn. Anh em thấy không? Máu bây giờ tôi vẫn 91 máu ấy, bằng top 1 luôn này. Đấy. Ở round 19 là tôi lại có tiền rồi. Tôi lại thoải mái tiền rồi đấy. Tôi lên level 8 tôi có 37 tiền. Nhưng mà quan trọng là tôi đang giữ được máu và đang có chuỗi. Thằng top 1 nó hơn tiền tôi mà chưa chắc nó đã ngon bằng tôi. Đấy. Nó top 1 lên 9 luôn kìa. Càng á. Lên 9 luôn nhưng mà lên muộn rồi bạn ơi. Sao không lên 9 từ round trước nhỉ? Chắc là có 6 bit. Round trước là chưa đủ 6 bit. Ok. Đấy, vẫn có thanh niên câu gấu này. Câu gấu của chúng tôi. Càng á. Đồ cho gấu xin rồi. À, chơi chắc tí nữa chuyển lắm. À không, mết miếc gì đây. Không rõ. Chuối cộng 7 rồi này anh em này. Bây giờ mà ra con già 2 sao nhỉ? Trời. Bây giờ mà ra tôi con già 2 sao nhá. Đảm bảo với anh em luôn là chuỗi đến hết round 25. Nhưng mà nói chung là cái bộ này tôi cũng sẽ không xả tiền để mà tôi form cái bộ mết đâu. Anh em ạ. À, tôi đánh nó cứ từ tốn thôi, nó ra thì tôi lấy thôi. Tôi đã bảo là tận dụng là tận dụng. Đấy, còn tí nữa tôi nếu mà tôi roll thì chắc chắn là tôi sẽ form dần sang cái bộ Velom rồi. Mà Velom thế mà lại form cái bộ này đang khỏe này, xong rồi lại form dần sang Velom thì nó cũng phải ở trong một cái giai đoạn nào đấy, chứ cũng không thể form sớm được đâu. Mà bây giờ tôi xả tiền ấy mà tôi lại chuyển hẳn sang Velom mà tôi mất chuỗi ngay. Đấy. Đã xả tiền là phải xác định là form cái bài mà chúng ta định xây dựng. Cứ từ tốn thôi anh em ạ. Đồ không ngon lắm. Đây, giáp xoay à? Không, từ từ đã.
Sắp xoay à? Nó xoay cho Velom thì cũng được, nhưng mà từ từ đã, có thể là chém lan hoặc là cấm đánh, chưa ghép vội anh em ạ, từ từ đã. Rồi. Kẹp hai Warlock vào ở level 9. Không, bây giờ thì có thể kiếm Velom chuyển dần thôi anh em. Velom tôi sẽ chuyển dần. Bài cho như này thì khả năng là sẽ tận dụng chứ cũng không bán hết. Tí nữa tôi sẽ kẹp Velom ở đây. Tôi chơi có thể, rất có thể là sẽ là kẹp bốn đá, Velom kẹp bốn đá. Ơ. Nhìn cái bài này quen thế nhở? Đối thủ ấy chơi giống bí kíp của tôi thế. Có phải không? Giống thế nhở? Ồ. Đâu, xem nào. Ui đúng rồi anh em ơi. 6 Warrior 4 bit ở level 9. Sau đó lên 10 là 6 Warrior 6 bit, có phải không? Liệu rằng có phải là cái bộ đấy không nhỉ? Càng ấy. Càng ấy, gặp ngay cái bộ bí kíp à. Rồi tôi sẽ roll một chút nha anh em nhá. Ok. Thôi rồi. Bán này đi đã. Tặng ổn anh em ạ. Sẽ dồn đồ cho con này. Sáu bit Sailing Assassin. Ra ngoài chắc thua. Sau này đánh nổi không? Không 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 đánh được, không đánh được, không đánh được. Bởi vì cái cách xếp của đội hình của tôi bây giờ nó đang hiện tại nó đang bị tụ. Nên là gặp cái con Sailing này. Cái round trước tôi vẫn còn ăn được thằng này mà. Round này nó lại chuyển. Thế là thằng này chuyển rồi. Chuyển ra là Sailing Assassin. Kẹp cái 6 bit là kẹp với cả Assassin rồi. Không phải, không phải bộ bí kíp đâu. Đấy, nó không phải chơi bộ Warrior Beat đâu. Bộ Warrior Beat thì nó mới hay. Mà thôi là rồi. Dù sao thì tôi cũng vừa mới thua nó xong. Mất chuối cho nó. Vừa lấy tôi cắt chuối nó, bây giờ nó cắt chuối lại. Thế thằng ấy nó rất là xanh ấy nhá. Thằng ấy xanh lắm ấy. Beat xanh cực kỳ luôn ấy. Ra 5 đô rồi. Tôi thấy là con Sailing Assassin nó cũng có những cái món đồ chấn phái của nó. Đấy, mà ghép Assassin, 3 Assassin mà kẹp với cả Beat thì kia thì là cũng căng ấy nhá. Kẹp cọc. Đánh rất là cái gì đấy, rất là top luôn ấy. Đánh rất là như kiểu là ở top server luôn á. Nó đánh rất là cẩn thận nhá. Ở round 23 đã kẹp cọc vào rồi, đã kẹp 3 Assassin vào rồi. Đấy. Đối thủ đánh rất cẩn thận. Bình thường mà có đội hình thế thì người ta chưa kẹp vội đâu. Người ta chưa kẹp cọc kia các thứ vội đâu. Đến 10 người ta mới kẹp cọc cơ. Ở đây đã kẹp cọc rồi. Đánh rất cẩn thận luôn. Mà đồ thì lấy thì cũng kinh á. Tôi vừa nhìn thấy là nó có cái cướp điên cho con Sailing. Đồ đạc các thứ thì cũng rất là ghê gớm luôn. Đánh khôn đấy. Ủa. Thằng này đánh khôn thế. Nó đã chuẩn bị luôn. Nó đã chuẩn bị. Ôi, nó thấy tôi chơi mết này. Nó thấy tôi chơi mết. Nó đã chuẩn bị Marine đây rồi. Càng ấy trở lại khó top 1 rồi anh em ơi. Đối thủ nó chuẩn bị ngay từ đầu, từ round 24 nó đã chuẩn bị counter rồi thế này. Sợ thật. Đối thủ đánh rất cẩn thận luôn. Tôi dự đoán là cái ông này chắc là cũng phải rank, ông phải top server đấy. Càng đấy. Gặp một trận khó rồi. Đối thủ còn chuẩn bị sẵn bài counter luôn mà. Ghê nhở. Căng thật đấy. Đùa. Mà chuẩn bị sớm. Sớm vậy này. Cái tầm này mà đã chuẩn bị counter là sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Đánh có phải cần phải căng đấy không nhỉ anh em à? Căng quá đi mà thôi. Nó thấy chơi mết này, nó đã kẹp vào, nó đã chuẩn bị 2 Marine sẵn rồi, lên 10 chắc là 3 Assassin 2 Marine. Căng ấy. Có thể là nó sẽ vứt tạm mấy con Sailing ra, rồi nó kẹp 2 Marine kẹp cọc vào vẫn được. 3 Assassin. Nhưng mà phải chơi cáo làm co. Chơi cáo co, cáo 2 sao rồi chơi như thế. Tôi vẫn chưa ra Velom anh em ạ. Thế mới cày. Đùa cái tầm này chưa ra Velom. Velom mà chưa nổi một con chứ đừng có nói là co Velom. Đấy thế mà anh em làm sao mà tôi có thể chơi được từ đầu đây, tôi phải chuyển dần thôi. Đấy anh em bảo tại làm sao mà tôi cứ phải đá qua mấy cái bộ khác xong tôi mới quay trở lại. Rồi chúng ta gọi giáp xoay nha anh em nhá. Chắc là ghép giáp xoay trước.
Đó chính là cái lý do tại làm sao đấy anh em ạ. Rất khó chơi. Nhiều khi làm content nhưng mà nó không ra cái đội hình mà mình có ý làm từ đầu, anh em hiểu không? Nên là bắt buộc là cứ phải chuyển qua mấy cái lineup khác thôi, xong rồi dần dần lại đá về. Đấy. Chính là phải thông thạo tất cả các bộ anh em ạ, để có thể là chuyển về cái bộ đấy. Đấy, làm thế nào để có thể là chơi một cái bộ nào đấy mà mình được cho, sau đó chuyển về thì nó cũng khó phết đấy, khá phức tạp. Nhiều khi là anh em thấy tôi múa nó hay quá, múa nhìn trông nó đẹp mắt mà. Chơi kiểu cứ kiểu múa kiểu dạng cái này là anh em rất thích, là cũng là múa theo kiểu dạng biểu diễn ấy. Và cũng biểu diễn là chơi mết rồi nó lại sau lại chuyển dần về chơi Vlom co nhỉ. Đấy thì rất là hay, đấy, rất là múa rất là đẹp. Nhưng mà nhiều khi là anh em vào anh em múa theo thì lại toang. Nó không đơn giản, nó có thể là tự nhiên mà có thể múa được như thế nhá anh em nhá. Đấy rồi, cướp điên rồi. Đồ là cứ chuẩn bị cho Vlom rồi. Rồi xong rồi tôi sẽ dần dần tôi sẽ lên 10 thôi anh em. Còn Vlom mà nó không ra ở 9 mà nó không tự ra ấy, thì tôi lên hẳn 10, tôi roll 25% nha anh em nhá, 25% tức là roll 4 cái thì ra một con đấy. Nhưng mà cứ phải lên 10. Đấy còn bây giờ mà đánh ở 9 ấy thì nó vẫn chưa ra con nào. Còn bây giờ mà nó ra sẵn một con rồi thì tôi sẵn sàng là tôi dừng ở 9, tôi roll 2 sao sau tôi đập trứng luôn. Nhưng mà nó chưa ra anh em ạ. Nên là thôi nha anh em nhá, cứ từ từ bình tĩnh. Không có gì để vội, máu còn 73 máu mà, vẫn còn nhiều. Đấy, gặp 9m cũng không sợ cơ anh em. Đấy, gặp 9m chưa chắc là đã mất nhiều máu đâu. Một xoẹt như này, ừ cũng được. Đấy. Mất tí máu rồi mà. Không mất nhiều máu lắm đâu. Tôi không có BKB nhưng mà tôi cũng không sợ lắm. Bởi vì thằng này thực ra là cũng sẽ ra đi thôi. Gặp mấy cái thằng mà nó mạnh một tí thì nó có 6 máu thì cũng làm gì có thể sống sót được đâu. Chơi cái trò này nó hơn nhau ở cái việc là có máu nhiều ấy. Để sống sót được, để ví dụ gặp những cái bộ mà nó counter vào layup của chúng ta đang chơi ấy, là chúng ta vẫn còn máu để chúng ta giữ được, chúng ta sống sót được sau những cái round mà bị đẩy. Thế thôi, còn gặp những cái nhà yếu hơn thì chúng ta lại ăn được. Còn những cái nhà mà nó counter vào chúng ta thì nó còn ít máu thì tí nữa nhà khác nó đẩy hộ, thế thôi. Tôi bán nó giả đi anh em ạ. Không chơi giả nữa. Vãi đái thật. Hai con giả ra từ round 9 mà bây giờ round 28 vẫn chưa lên được giả 2. Thế có cay không anh em? Rồi. Cho 4 búa lóc vào luôn anh em ạ. Rồi, ăn nổi nào? Chắc là không. Đấy, nó kẹp cáo rồi kìa. Đánh cẩn thận cái đá luôn. Thật. Thằng này nó đánh cực kỳ lăn lót luôn. Đánh lăn lót lắm ấy. Đánh tức là nó đánh giống cái hệ mà tôi cái hệ lối chơi của tôi ấy. Đấy. Tức là nó đánh rất là lăn lót, nó đánh theo cái kiểu giữ máu anh em hiểu không? Rồi. Ok. Chưa ra Vlom anh em ạ, cay thật. Thôi nhá, cái con Sailing thì thôi. Đây rồi, Vlom đây rồi. Ôi mẹ ơi, round 29 lên 10 mới ra con Vlom ạ. Một con. Đây, thay con này vào. Đấy, chúng ta sẽ chơi Vlom co nha anh em nhá. Rồi, cần một con nữa. Cần một con Vlom nữa anh em. Nó xin Vlom hay thế nào? Vlom đây không? Đấy, con già bây giờ mới lên được 2 thì tôi bán bố rồi đâu. Mà có thể là, rất có thể là cái con già vừa lấy nó quay trở lại đấy anh em ạ. Ok bạn ơi, xong rồi form được đội hình rồi anh em ạ. Tầm này là cũng ngon rồi, bây giờ đợi Vlom thôi. 6 vua lóc anh em nhá, 6 vua lóc nha anh em, quang trần nhá. Rồi chơi 6 vua lóc. Nó tiện là nó ra cái con line spirit rồi nên tôi kẹp luôn cái bộ spirit vào anh em ạ. 6 vua lóc, 4 spirit cũng được. Bộ này cũng mạnh nha anh em nhá. Và tôi sẽ dồn đồ cho Vlom đó. Đợi ra Dark Spirit thì chúng ta sẽ kẹp thêm được một hồn nữa. Nếu mà ra Dark Spirit thì có thể kẹp hồn. Và cũng có thể là sẽ chuyển sang chơi bộ Witcher cũng dễ lắm. Bộ này chuyển sang Witcher nó cũng dễ. Cứ ra được kiếm hồn 2 sao thì chuyển sang Witcher. Đấy, còn nếu mà không ra kiếm hồn 2 sao thì thôi đánh luôn. Đánh luôn, đánh thẳng luôn cái bộ này luôn cũng được. Tập này thì bây giờ gặp thằng Beat, đúng không? Thằng Beat nó đánh là lót thật đấy. 85 máu luôn kìa. Đánh cực kỳ là lót luôn. Làm content à anh ơi? Đúng rồi, đang làm content. Để tôi chúc mừng sinh nhật anh em Trần Đức Trung cái nào. Trần Đức Trung vào xem ạ. Dã man thật sự. Chúc mừng sinh nhật anh em Trần Đức Trung. Ok.
Hi hi. May quá, lúc vào xem tôi vẫn đang ngon anh em ạ. Đội hình thì vẫn ngon nghẻ. Nếu mà xem hơi muộn, lúc tôi chuyển xong rồi. Nếu mà xem từ đầu chắc là anh em Trần Đức Trung chắc cũng hốt lắm. Đây là Light Speed hay sao này. Cố phần là phải đập trứng cho Light Speed luôn ấy. Luôn thêm nào. Từ từ đã anh em, luôn đã. Hết tiền luôn. Đây rồi. Từ từ nha, một con nữa. Luôn hết tiền đã anh em ơi. Đây rồi. Từ từ nha, bán một con đi. Bán con này đi. Không cần. Trứng thì cứ từ từ đã anh em nhá. Tôi cũng chưa đập Light Spirit luôn đâu. Tôi muốn là VL Master 3 sao. Cứ từ từ đã. Không phải vội. Gặp cái lineup gì đây? Glacier gì đấy? Kiếm hồn, Glacier hồn à? Vãi đái. Sáng tạo đấy, cũng sáng tạo đấy. À, ra được con Secret Lancer vẫn phải đi top 8. Ui giời. Secret Lancer 2 sao trong cái bộ Glacier hồn mà vẫn bay màu. Từ từ đã, bỏ bớt mấy con này đi. Linh tinh quá nhở. Kiếm đát rồi, bây giờ cần đát thôi. Ghép cái hút máu cũng được. Ở đây có cái giáp băng cũng ngon. Đây cho Light Spirit cầm. Light Spirit sẽ cầm mấy cái món đồ gây đam phép anh em ạ. Ok chưa anh em, thấy ok chưa? Rồi, lốt rào nha anh em nha, lốt rào. Còn nhiều cái để chuyển lắm anh em. Bây giờ tôi cứ mua xăm này con Witcher về dưới thôi, tí nữa chuyển sang Demon cũng được. Ở đây là có chú quỷ này. Cứ bình tĩnh. Tôi vẫn chưa muốn chuyển sang con Velom, anh em biết tại sao không? Đấy, vì có những cái nhà như thế này này. Nên là Velom thực ra không được đấm đâu. Cứ bình tĩnh đã. Từ từ. Đợi mấy cái nhà cái chết đã. Cái nhà đấy là nó gặp nhà beat là cũng chết thôi anh em ạ. Không sống được lâu đâu. Không thọ nổi đâu. 26 máu đúng không? Rồi tôi sẽ roll nốt. Lốt rao này thôi. Đây rồi. Vẫn chưa kiếm hồn. Thế mới cay. Cần con kiếm hồn cơ. Cần con kiếm hồn để chuyển sang Witcher. Còn nếu mà không đủ 4 con thì thôi. Thôi nhá, chuyển luôn này. Rao này gặp thằng beat. Chuyển luôn anh em ạ. Vớ vẩn đấy, rao này đi luôn đi. Đồ Velo này bây giờ đang chưa có cái cướp điên. Quan trọng là cái cướp điên chưa có anh em ạ. Ui đứng trước cọc ạ. Đen thế, ui mày qua nó đẩy tôi ra khỏi cái cọc. Được quá anh em ơi, nhưng mà beat, gặp beat nó đẩy có vẻ hơi căng anh em ơi. Thôi chết tôi rồi. Không ổn, 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 không ổn. Đỡ được không, đỡ được không, đỡ được không. Vẫn hai con vẫn sống. Hai con vẫn sống. Ui anh em nhìn cái Velo của tôi kìa. Có giống như là Velo bất tử không? Có giống như là Velo bất tử không? Ui không, không, khó, 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 khó. Ui cũng kinh đấy chứ, cũng kinh đấy chứ. Cũng kinh đấy, mày quá clear được khá anh em ạ. Này, Sailing Assassin 2 sao rồi. Càng lắm. Khó chơi, khó chơi, khó chơi, khó chơi. Thôi roll nốt anh em ạ. Velo này. Velo 3 không? Velo 3 hơi khó đấy anh em. Bây giờ chưa ra kiếm hồn ấy, tôi bán lấy con chúa quỷ ở đây. Thực ra bây giờ phải ra đủ 4 Witcher thì mới kẹp chúa quỷ vào được anh em ạ. Nên là bây giờ chưa ra được cái con quan trọng nhất là cái con kiếm hồn thì vẫn chưa làm gì được hết. Thôi. Tạm thời thì đã, phải đợi con kiếm hồn ra đã. Đập trứng cho Light Spirit luôn anh em ạ, sắp chết rồi. Rao này vớ vẩn đi luôn ấy. 16 máu mà gặp beat thì không bao giờ là đủ anh em nhá. Quá khó luôn. Gặp thằng beat thì hy vọng là có thể clear được bớt. Lọt một con đấy nhá. Phần đấu lọt đúng một con rồi. Ui Velo của tôi bị trói kìa, bị con gấu nó dí kìa. Thôi chết tôi rồi. Tỉnh lại đi, đúng rồi. Đấm đấm. Ui anh em ơi. Vớ vẩn ăn được không? Ăn được không? Vớ vẩn ăn được cái chứ anh em. Vớ vẩn ăn được cái chứ. Ui tôi đấm cả thằng mết đi luôn kìa. 9 mết gặp tôi đấm nó sấp mặt luôn. Hay quá anh em ơi. Tự nhiên lại mạnh nhỉ? À? Chả hiểu. Đây rồi, có đồ rồi.
cấm đánh chưa ghép. Rồi dồn đồ cho hai con thôi. Ok, tôi sẽ vẫn lùi cái con Velomancer lên 3. Bây giờ ra Dark Spirit thì kẹp được thêm hồn vào nữa, kẹp hồn vào. Có khi là thôi anh em ạ, tôi sẽ không chuyển sang là Witcher đâu. Bởi vì là Witcher bây giờ ấy, nó cũng chả để làm gì. Bởi vì cái bọn này nó chơi beat mà. Nếu mà chơi Warrior hay là chơi Clive thì chuyển sang Witcher, chứ còn chơi beat thì cũng chả cần. Bây giờ chơi chuyển sang hồn ấy, tăng đam. Chuyển hồn tăng đam tăng máu anh em ạ, cho khỏe. Kẹp vào hai hồn đó, ra đát là được, ra đát với ra kiếm hồn. Đây rồi. Đồ quan trọng, đồ này trấn phái đấy. Velomancer không có cấp điên không chơi đâu. Blink luôn này, hay quá. Rồi, tôi cho Blink luôn. Rồi. Ba con nữa bạn ơi. Ba con nữa để xem Velomancer 3 là có đánh được các bọn beat hay không nhá anh em nhá. Để đấy, để xem nào. Liệu rằng là Velomancer 3 liệu rằng là có thể Bờ Linh đằng sau. Đúng rồi, quẩy đi, giết chết con sâu đi, đừng để nó đẻ. Đập chết con sâu cho anh. Cố lên bạn ơi. Ô sao đội hình của tôi nó bị clear nhanh ấy nhở. Ôi xong rồi, đao này không ổn rồi anh em ơi. Ngộ không 2 ạ. Sailing Assassin 2 ạ. 6 bit ạ. Sao binh đấy bạn ơi, binh thế. Binh quá. Ui tôi chết rồi, bị quay 16 máu đi mất. Tôi chết tôi rồi, bị trói kìa. 6 bit là quay cho. Cố lên, đập nó. Cố lên Venom ơi. Đập nó, đúng rồi. Clear bớt đi, đừng chết. Lại hồi máu anh em ơi. Ui vãi đáy, Venom luôn. Venom tín đấy chứ. Venom tín đấy. Ơ nhưng mà đừng để lót. Đừng có đấm ở đây nữa, quay ra đấm ở không. Đúng rồi. Đừng để lót, đúng rồi. Hồi đi. Hay quá. Ui được đấy nhở. 5.000 máu, trước 5.000 máu mà trông có giống như là bất tử không nhở. Trông khá giống bất tử ấy chứ. Hòa luôn, hay bạn ơi. Quá được luôn. Được đấy. Hay quá nhờ anh em nhờ. Được đấy chứ. Thậm chí tôi bỏ giáp xương ra ngoài rồi đấy, tôi không cầm giáp xương đâu, cũng trâu hết đấy chứ. Trâu đấy, bây giờ mà lên 3 sao không biết là cỡ nào. Ui, nó ghép cái gì kìa. Ghép cái đó trừ giáp à. Ui, càng đấy. Ghép được thêm một con trừ giáp vào. Đánh ác thật đấy. Đánh ác thật. À nó địch. Nó có ý định là kẹp thêm 4 cá vào phải không? Kẹp 4 cá vào để counter Light Spirit. Càng. Không, nó đã bỏ rồi, nó chỉ kẹp 2 cá thôi. Càng đấy, tôi tách đội hình ra thôi cho đỡ bị clear nhanh. Bây giờ tầm này tách đội hình ra anh em ạ. Đấy, Velom tôi nó clear đằng sau. Vẫn ngon anh em ơi, trông Velom vẫn tuyển lắm bạn ơi, vẫn tuyển. Hay quá. Nhìn trông chưa chắc đã thua đâu này. Ngộ không chết rồi, hay quá anh em ơi. Trời. Lần này thì là 2 đúng không? Xong kiểu hợp bích đúng không? Đúng, 2 con còn sống. Hay quá anh em ơi. Vớ vẩn ăn được đâu này luôn không? Vớ vẩn ăn được đâu này không? Còn 2 con cơ mà. 2 con. Ừ. 2 đấm 1. Càng đấy, cũng càng đấy bạn ơi. Ừ, đéo ăn được cơ. Trông bất tử chưa kìa. Anh em kìa, trời ơi. Đối thủ bất lực rồi, đối thủ chơi biết đéo ăn được luôn. Bất lực chưa. Ui giời. Khỏe anh em ơi, lại sống khỏe rồi. Đối thủ bắt đầu lại phải chuyển, nghĩ là chuyển bài. Thằng này nó chuyển được ấy. Này nó cũng chuyển, nó cũng kinh phết đấy anh em ạ. Nó chuẩn bị bài từ đời rồi. Chắc là bây giờ 6 bit không làm gì. Đấy, bắt đầu phải bỏ rồi, bây giờ chơi gì. Kẹp 4 cá vào để đỡ bị clear đúng không. Cũng khôn đấy. Chí phết đấy nhở. Chí phết đấy anh em ạ. Chắc là thằng này nó nhận thấy là vừa lấy là vào game một phát là beat không được chơi điện tử. Beat là gặp Light Spirit là nó clear phát là chết hết luôn. Đấy, gặp trưởng Light Spirit nó kẹp hẳn 4 cá vào luôn để đánh tôi luôn anh em ạ. Ngoài chơi cẩn thận không này. Cũng chí đấy. Kẹp 4 cá vào rồi. Bây giờ thì đam của Light Spirit nó sẽ rất bé. Đấy, đóng đá combo mà cũng chỉ được có 3.000 đam thôi. Càng quá nhờ. Bây giờ lại phải Velomancer tuyển à.
Bây giờ nó kẹp 4 cá vào rồi anh em ạ. Sát thương đến từ vị trí của Light Spirit gây ra nó không được nhiều. Ơ nhưng mà sao tôi cảm giác như tôi bây giờ tôi vẫn khỏe nhá. Tôi này thì đam phép này. Không anh em ơi, tôi còn có cả đam vật lý mà, có cả sát thương vật lý luôn mà. Đến từ Velom là sát thương vật lý nhá, nên là cũng không hẳn nó là sát thương phép. Đây nó là cái bộ này sát thương tổng hợp luôn. Có cả sát thương chuẩn đến từ vị trí của con gì nhỉ? Shadow. Đấy, Shadow đi vô. Có sát thương chuẩn luôn, có cả sát thương phép, có cả sát thương vật lý, nói chung là có rất nhiều thứ. Thằng này nó bắt đầu chuyển rất nhiều thứ ở đây. Căng thẳng đấy. Chuyển cái căng thẳng đấy, không biết là có một cái cú là chuyển sang gì không. Gì? Chuyển sang gì không biết. Bây giờ chuyển sang gì thì chuyển thôi. Tôi không chuyển gì cả, tôi để thế này thôi anh em ạ. À thằng này nó xếp gấu xếp ốc bắt Velom của tôi này. Oánh khôn đấy nhờ. Ui chết rồi, cái Velom của tôi nó bị trói xong nó bị hút tóc, con ốc hút tóc. Nhưng mà tôi cảm giác như là vẫn pin lắm anh em ơi. Ui ngộ không nó đấm nhờ, nhưng mà không sao hết. Ngộ không cũng sẽ bị ăn đập thôi. Hay quá anh em ơi. Ui anh em. Trông kiểu Velom bất tử vậy đài luôn, thật thề. Làm nào rồi? Bây giờ 3 đánh 1 luôn nhá. Đánh làm sao được. Đấy, ui anh em ơi. Nói chung là có cả cái vĩnh hằng rồi đấy. Con Sailing Assassin của nó có cả cái vĩnh hằng. Kẹp cả 4 cá vào mà vẫn không ăn thua luôn. Bá đạo thật. Hình bán như thế là cùng. Được quá nhờ, nhưng mà Velom không lên được 3 à? Hơi chán nhờ. Hay là bây giờ tôi bán hết cái hàng chờ nhá. Thôi khỏi phải chuyển sang Witcher đi. Bởi vì nói thật là cái bọn này nó cũng chả cần Witcher đâu anh em ạ. Thằng này bây giờ nó chuyển hẳn sang cá rồi. Cá Assassin kẹp với cả Beat rồi. Hay nó chơi 4 Beat rồi. Nó kẹp hồn luôn. À, cũng càng chuẩn bị chuyển sang hồn đây. Nói chung là vì nó là cái thằng có tiền nên là nó muốn làm cái gì thì làm thôi. Cũng chuyển cũng kinh phết đấy. Cũng đang tìm cách để chuyển để ăn tôi đây. Nhưng mà vẫn bài toán nó vẫn chưa được giải đến từ vị trí của đối thủ. Đối thủ bây giờ đang rất là bất lực, đang tìm lời giải cho cái bài toán này. Đấy, nhưng mà có vẻ như bài toán nó khá khó. Ok, anh em nào tìm được lời giải anh em có thể để lại comment nhá, để xem là làm nào để giết được cái con Velom bất tử của tôi đây. Velom này thì chắc chắn là bất tử rồi. Đây rồi, món trấn phái cuối cùng đây rồi. Hay quá. Wow. Bây giờ thì lại càng bất tử anh em ạ. Hay quá nhờ. Thôi ghép luôn cả cái trứng luôn, mặc dù là chả con nào đẻ ở đây cả, nhưng mà tôi vẫn cứ ghép trứng. Đấy, cho Velom giảm 50% sát thương. Quá càng. Đây rồi anh em ơi, có chơi Witcher không nhở? Đủ bộ này. Kiếm hồn này. Mà chưa lên được 2 sao tôi chưa chơi đâu. Kiếm hồn lên 2 sao rồi chuyển toàn bộ nhá, vứt 4 đá đi. Đấy. Vứt 4 đá đi cho 4 Witcher vào. 4 Witcher 6 Warlock. Mà tôi nghĩ là chả để làm gì ấy, bởi vì bây giờ nó cũng mạnh rồi ấy, nó cũng ăn được ấy. Thằng này bây giờ có cái cửa nào ăn được tôi không nhỉ? Tôi trông chả có cái cửa nào ăn được tôi ấy, anh em ạ. Trông kìa, đánh như gãi ghẻ luôn. Tí nữa Velom Master tôi nó tích đủ cái cướp điên thì nó đập cho cả Ngộ Không, đập cho cả Sailing, nó chấp 1, chấp 2 luôn. Trải qua bây giờ tôi vẫn chưa tích đủ thôi, chứ còn sát thương bây giờ anh em thấy tôi có hai món đồ giảm sát thương nhá. Giảm sát thương tới 50% rồi, giáp xoay nữa. Trâu lắm rồi anh em ạ, à, cái bộ 6 anh em nhìn máu tôi không mất máu luôn kìa. Ủa không có đấm nhau. Đấm phát lại hồi, đấm phát lại hồi mà. Đấm mấy phát lại hồi mà. Anh em thấy không? Nó đấm tôi nó còn không mất máu luôn. Ủa đùa thật đấy, trâu thật đấy, trâu chó thế cùng ấy. Đánh nhìn kìa, trời ơi. Đi luôn không? 7 máu. Đi luôn, đùa. Đấy anh em thấy không? Mọi cái con đường ấy nó đều có thể là dẫn đến cái kết quả cuối cùng. Đấy nhưng mà chúng ta chọn cái con đường nào thôi. Tôi chọn cái con đường nó hơi lắt léo, chuyển từ mết sang. Quá lắt léo dành cho người xem. Nói thật chứ các anh em chắc là cũng phải chơi lâu lâu rồi anh em mới xem nổi. Chứ còn những cái trận đấu kiểu dạng như này mấy ông mà mới xem mới chơi ấy không chơi nổi. Xem xong cũng chả bắt chước được theo đâu. Khó. Rồi cuối cùng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh em Quang Trần nhé. Cảm ơn anh em Quang Trần rất nhiều. Anh em thấy hay để tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhé. Cũng là một con bất khả xâm phạm luôn. Sword Master bất khả xâm phạm anh em nhé. Rất khỏe. Nó cũng giống như con này nhưng mà nó dùng sát thương phép. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem
con kỵ sĩ thánh chiến của tôi nó cũng rơi vào tầm bất tử luôn anh em ạ. Rất là hay. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên cũng như là donate để hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên cái màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.